Chào mừng các bạn đã đến với podcast số thứ 15 trên kênh Bí ẩn Radio. Và mình rất vui khi mà vừa mới tham dự được, vừa tổ chức được thành công một buổi offline rất là thú vị vào tối ngày hôm qua, ngày 10 tháng 1 năm 2024. Đến bây giờ thì cái dư âm của cái buổi ngày hôm qua nó vẫn còn ở trong rất nhiều các thành viên đã tham gia. Ngày hôm qua là một ngày Hà Nội mưa gió, giá rét và rất tắc đường. Và cái giờ tổ chức thì cũng vào cái giờ cao điểm buổi chiều, khoảng 6:30. Thì có rất nhiều người đi rất là xa, bản thân mình cũng đi khoảng tầm 8 cây. Một số người thì như tác giả Trung Kiên thì đi tận hơn 20 cây số. Thì mọi người vẫn đến rất đầy đủ. Chỉ một tiếp một chút là hôm qua Diễm Bằng thì không kịp về. Diễm Bằng đi lên vùng cao khá là xa nên là không kịp về. Còn lại thì rất nhiều người, rất nhiều các bạn cũng đã tham dự rồi. Trong đó có tác giả Trung Kiên, tác giả Mặc Gia, bạn Đức, phó nhóm trong hội Ngủ Nghe Ma, bạn Phan Thế Vinh là người đoạt giải nhất trong mini game số 1 của Bí ẩn Radio, rồi một số bạn thính giả khác nữa, bạn Hiếu, bạn Linh, bạn nữ. Một bạn nữ ngày hôm qua đi tham gia thì dù sao cũng có nam có nữ, có âm có dương, thì cái cuộc vui nó cũng sẽ nó bớt đi cái phần gọi là toàn mấy ông là đông ngồi chém gió nói chuyện với nhau, thì có nữ và nó cũng sẽ có những cái nét nó mềm mại hơn cho các cái câu chuyện cũng như là cái buổi offline. Rất là cảm ơn bạn Linh đã tham gia. Thôi không để các bạn chờ lâu nữa, mình sẽ chiếu cái đoạn ngày hôm qua, mình highlight lại thôi. Sau đấy thì mình sẽ chia sẻ cụ thể hơn về cái nội dung ngày hôm qua, bởi vì hôm qua mình cũng định thu âm nhưng mà cái mic nó hơi trục trặc một chút, nên là mình chỉ highlight lại một chút các cái đoạn hình ảnh của buổi ngày hôm qua, xong sau đó thì mình sẽ quay trở lại đây, mình sẽ chia sẻ thêm về cái buổi ngày hôm qua nhé. Các bạn vừa mới theo dõi cái highlight của video tối ngày hôm qua. Thì do Mặc Gia là đến muộn nên là không có trong hình ảnh. Và Mặc Gia cũng nói luôn là nhờ ông đừng đưa hình ảnh tôi lên. Đây thì đây, ông Mặc Gia là ông này. Trên màn hình các bạn có thể theo dõi được. Chỉ chụp ảnh nữa thôi, còn quay thì thôi. Quay thì lúc đấy cũng hơi say say rồi, nói chuyện cũng hơi lên hình nó cũng đỏ mặt. Rồi còn trên tay mình đây là hai phần quà dành cho hai tác giả mà mình rất yêu quý và cũng không thể tham dự được cái buổi offline, đó là nhà văn Bố Láo và tác giả Diễm Bằng. Thì sau đây mình sẽ gửi, có thể là chuyển phát nhanh theo địa chỉ của các tác giả, mình sẽ hỏi địa chỉ của tác giả thì mình gửi tặng như là một phần quà tri ân của Bí ẩn Radio chào mừng năm mới, tấm tiễn năm cũ để gửi tới hai tác giả này. Nguyễn Nam, nhà văn Bố Láo và Diễm Bằng, tâm linh truyện. Rồi đến này thì sang bên.
Quay trở lại buổi offline ngày hôm qua thì các bạn có thể thấy ở trên màn hình đây. Trung Kiên là một người rất hung hãn trên mạng, nói chuyện trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Nhưng mà cái nghiệp vụ trả lời phỏng vấn ngày hôm qua mình hỏi phỏng vấn bạn ấy thì Trung Kiên nghiệp vụ rất cao. Anh ấy nói rất nhiều nhưng mà đọng lại những cái thông tin khai thác về anh ấy, như là anh Ngà làm nghề gì này, anh ấy lấy thông tin dữ liệu và cái những cái thông tuệ liên quan đến các vấn đề tâm linh ở đâu ra thì anh không trả lời được. Và anh hẹn là anh xin phép trả lời sau hoặc là trả lời ở ngoài lề của buổi phỏng vấn. Và Trung Kiên rất thần bí, một tác giả trẻ, đẹp trai và cực kỳ cao thủ trong vấn đề là không để lộ ra những cái thông tin mà bạn ấy không muốn biết, không muốn người khác biết. Đấy, đó là Trung Kiên. Nhưng mà thực ra thì ngày hôm qua mình cũng khai thác được một chút rồi, nhưng mà là khai thác ở ngoài lề những cái cuộc quay hình, ghi âm bạn ấy. Nhưng mà thôi, cái này là thuộc diện bí mật nghề nghiệp nên là mình cũng không tiện tiết lộ. Bạn nào muốn hiểu rõ hơn về Trung Kiên thì có thể inbox ở trong hội Ngủ Nghe Ma Zalo. Thì Trung Kiên cũng là một người rất cởi mở, nhưng mà đấy, cởi mở với ai đó thôi, chứ còn với Tả Từ thì có vẻ như là chưa cởi mở lắm. Đề nghị lần sau offline thì sẽ các thính giả gửi thêm những câu hỏi cho Tả Từ để Tả Từ tiếp tục khai thác tác giả Trung Kiên. Ngồi bên cạnh Trung Kiên là bạn Đức. Đức là một người rất là nhiệt tình, và có thể nói là những ai mà có fan như Đức ấy thì rất là may mắn đấy. Bạn ấy tháo vát, bạn ấy nhiệt tình và bạn ấy rất có tâm. Bằng chứng là đây, một cái hộp quà rất là to mà bạn ấy đã kịp tổng hợp lại từ một số bạn tính giả ở trong hội group Zalo Hội Ngủ Nghe Ma để gửi tặng tới mình. Và mình vẫn chưa bóc nhé, mình vẫn để dành cho buổi podcast này, thì một lát nữa mình sẽ bóc. Bên cạnh đâu, nếu mà các bạn để ý nhé, Đức ngay từ khi mới bước vào cửa hàng là các nhân viên ở quán là sửng sốt và hú hét, là tưởng là Việt Hoàng ở Thái Bình mono đến thăm lạ quán ở 6A Hàng Lược. Nhìn không phải Shopee đâu nhá, mà nhìn hình như là nó phải xịn xịn hơn Shopee một tí. Chắc là hàng này hàng Tiki, mono hàng Tiki các bạn ạ. Rồi đây là Minh Đức. Nói vui vậy thôi. Minh Đức ở ngoài cũng cực kỳ ít nói, ở trên mạng thì cũng chừng mực. Có thể là do tính cách trai bách khoa, ít nói, bảo gì thì nói đấy, còn không thì cứ ngồi ăn với uống thôi. Rất là lành, đi nhậu rất lành, chém gió ít lắm. Đây, ngồi bên cạnh Đức thì lại là một ông thần gió. Ông này là ông Hiếu. Hiếu là bằng tuổi với mình. Hiếu nôm na là cũng là một trai gốc Hà Nội và có rất nhiều kỹ năng. Trong đó thì anh ấy là một bí thủ, là một người kinh doanh về tài chính. Bây giờ thì cũng đang là tuyển sinh các cái du học sinh. Thì là một người có rất nhiều tài lẻ. Anh Hiếu này thì có giọng đọc rất hay nhá, giọng đọc cực hay, giọng đọc như là Nguyễn Ngọc Ngạn ấy. Mình phải nói là mình là người đọc, nhưng mà mình nghe giọng của Hiếu thì mình cực kỳ hâm mộ. Cái giọng cực kỳ hay, uyển chuyển và có thể đọc được nhiều thể loại. Hôm qua Đức cũng có ngỏ ý là có muốn hợp tác không thì mời người đọc thì cứ mời Hiếu. Hiếu hôm qua có ngỏ ý nếu mà kênh Bí Ẩn Radio mà cần thêm người đọc thì có thể gọi cho Hiếu. Rồi mình sẽ lưu lại cái tên này với cái giọng đọc này rất là hay. Mình sẽ lưu lại, có dịp thì sẽ hợp tác. Rồi, ở bên phía bên này là anh Mặc Gia. Tên khai sinh, tên cúng cơm là Huy Cường. Sau khi mà mình chụp cái bức ảnh này thì Huy Cường có bảo là sao điện thoại gì mà nét thế, chụp được cả từng chân tơ kẽ tóc. Đây thì đúng thật, nhìn được kẽ tóc thật, vì là đầu rất là sáng. Mặc ra là một người cực kỳ quan trọng trong bất cứ một buổi offline hoặc là một buổi tụ tập nào đó. Bởi vì Mặc ra có một biệt tài là nói chuyện với tất cả mọi người được, nhạc nào cũng nhảy,
với một vốn sống kinh nghiệm rất là phong phú, bởi vì Mạc Gia mình được biết là Mạc Gia làm một cái nghề liên quan tới việc đi lại rất nhiều, và hầu như là các tỉnh thành ở Hà Việt Nam này Mạc Gia đều đi hết. Và một năm có 365 ngày thì chắc là anh phải đi khoảng tầm gần 300 ngày. Chắc là khoảng 2 đến 3 tháng ở nhà thôi. Đấy, thời gian này cũng đang đi công tác ở trên Hà Nội. Nhà Mạc Gia thì ở Thanh Hóa. Đấy, gần Tết rồi mà cuối năm thì cũng vẫn đi công tác. Mạc Gia cũng chia sẻ khá nhiều, và đây Mạc Gia đang cầm một cái hộp, ngoài một cái quà tặng hộp hình màu trắng ấy, thì Mạc Gia là có một cái hộp nữa, nó là một cái mic mình tặng Mạc Gia, để Mạc Gia cũng đang muốn xây dựng một kênh YouTube riêng, hoặc là phục vụ cái đam mê đọc truyện nào đó, thì mình được biết và mình tặng cho Mạc Gia một cái mic. Hy vọng là Mạc Gia sẽ thành công trong những cái dự định của mình. Bên cạnh Mạc Gia là Phan Thế Vinh, mọi người hay gọi vui là Phan Mạnh Quỳnh Shopee. Nhưng thực ra thì ở ngoài đời là giống thật, hiền lành cũng như Phan Mạnh Quỳnh, đẹp trai và đặc biệt là có người yêu cũng xinh, giống Phan Mạnh Quỳnh. Phan Mạnh Quỳnh có vợ rất xinh. Phan Thế Vinh là một người có thể nói là may mắn ở trong hội ngủ nghe ma, khi mà cậu ấy đã đoạt giải nhất của một cuộc thi mini game số đầu tiên của Bí ẩn Radio. Ngoài phần thưởng rất lớn bằng tiền, bạn ấy còn được nhận thêm hai cuốn sách rất là hay, là Hành Trình Về Phương Đông và Muôn Kiếp Nhân Sinh. Mình đã gửi tặng, và bạn ấy nghe được cái cuộc offline này là bạn ấy đã đăng ký ngay hai suất để đến. Còn ngồi cạnh Phan Thế Vinh là bạn Linh, Đinh Linh. Đinh Linh là bạn gái của Phan Thế Vinh và cũng là một thành viên của hội những người thích nghe chuyện ma cho dễ ngủ. Bạn ấy cũng thường xuyên qua sự giới thiệu của Vinh thì bạn ấy cũng thường xuyên nghe, và bạn ấy cũng có chia sẻ là nghe những câu chuyện trên Bí ẩn Radio ấy, thì ngoài những cái việc là gây tò mò, gây sợ hãi nhưng mà rất là cuốn hút, dễ ngủ, thì một trong những điểm mà bạn ấy thích ở kênh Bí ẩn Radio đó là những câu chuyện đều mang tính nhân văn và có một cái bài học nào đó được rút ra cho người nghe, thì bạn ấy rất là thích. Rất là cảm ơn Linh đã tham dự cuộc offline ngày hôm qua. Đó, đây là toàn bộ 7 người, đôi 4, 6, 7, đúng rồi, cả tà thư nữa là 7. 7 người ngày hôm qua tham gia một cuộc offline rất là vui. Bây giờ mình sẽ rất là tò mò, không biết là trong cái hộp này của, đây là của tập thể các bạn thính giả ở trên group Zalo Hội Ngủ Nghe Ma, thông qua bạn Minh Đức có gửi tới tả từ. Thông qua buổi offline này thì mình cũng nhân dịp này mình cũng mở thử luôn, xem ở bên trong nó là cái gì. Wow, công phu quá các bạn ạ. Một cái phong thư và một wow, đẹp quá. Thì mình sẽ cho các bạn xem cận cảnh một chút. Đây là một phong thư này gửi Bí ẩn Radio MC tả từ. Đây, và đây một cái khung ảnh rất là đẹp, còn có cả đèn nhấp nháy nữa, rất đẹp. Đây, các bạn nhìn rõ. Chúc mừng kênh ngày càng thành công, có logo Bí ẩn Radio, có hình ảnh của mình và cái hình nền của kênh. Vâng, rất là tuyệt vời, rất cảm ơn các bạn. Như vậy là mình đã có một bức hình để đến trên kệ. Wow, rất là phù hợp các bạn ạ, rất là hợp. Đây, để như này rất hợp, ngồi làm việc rất là đẹp và có cảm hứng để làm việc đọc truyện.
Rất là cảm ơn, chân thành cảm ơn các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ bóc cái phong thư này ra xem trong này có cái gì. Bất ngờ ghê. Anh lật đống rơm lên, bên dưới là tâm thư thính giả gửi ạ. Ông Đức này, ông cũng ông này mà gửi gửi quà tặng cho bạn gái thì chắc là cũng lãng mạn lắm đây. Wow. Đấy. Tâm thư của các bạn thính giả đây, tâm thư các bạn thính giả. Tâm thư các bạn thính giả. Wow. Tuyệt vời. Rồi. Trời ơi. Đây còn bọc siêu nữa các bạn ạ. Ép. Nhiều. Mấy tờ A4 cơ, mấy trang A4 cơ. Do chữ em hơi xấu, viết tay sợ anh không đọc được nên em xin phép đánh máy gửi cho anh. Cảm ơn Minh Đức nhé. Thư gửi từ thính giả cho MC Tả Từ, kênh Bí ẩn Radio. Wow. Wow, wow, wow. Nhiều ghê. Rất cảm ơn các bạn. Mình sẽ đọc một chút. Cho nhỏ âm thanh đi một xíu. Wow. Rất là xúc động. Dear anh Tả Từ, em tên là Đức, một thính giả của Bí ẩn Radio. Em biết đến anh có một lần tình cờ được YouTube đề xuất. Đợt đó em nhớ là YouTube có đề xuất cho em một câu chuyện căn nhà ma ám trên phố Lĩnh Nam. Do em hiện tại đang làm việc trên con phố này nên cũng hơi tò mò mà ấn vào nghe thử, thì thấy khá là cuốn với giọng kể của anh và ghiền từ đó tới giờ. Theo dõi anh cũng đã lâu rồi, nhưng mà dạo gần đây em mới tham gia vào nhóm chat Zalo Hội Ngủ Nghe Ma do anh thành lập. Vào nhóm em được giao lưu và trò chuyện với các bạn thính giả cũng như các tác giả của những câu chuyện rất hay và bổ ích. Những câu chuyện không chỉ liên quan tới ma quỷ hay vấn đề tâm linh, mà nó còn là những bài học, những cách ứng xử ở trong cuộc sống. Cũng không biết từ bao giờ mà việc lên nhóm trò chuyện, tâm sự và tán gẫu với mọi người đã trở thành một thói quen hàng ngày của em. Hôm nào mà không có nhóm buôn dăm ba câu chuyện là lại thấy trong người khó chịu, cảm giác bứt rứt như thiếu đi một thứ gì đó. Và còn vinh dự hơn nữa khi em là một trong hai thính giả được mời tham dự bữa tiệc EM Party do anh tổ chức. Tâm trạng của em lúc đấy rất là vui sướng, đi khoe hết người này đến người kia. Cảm giác được gặp mặt các anh chị tác giả đã gắn bó với kênh từ những ngày đầu, được giao lưu trao đổi về những kinh nghiệm viết truyện và sáng tác, cứ thế mà hiện ra trong đầu em. Tôi cũng không dài dòng nữa, nhân dịp năm cũ, năm mới sắp đến, em xin phép thay mặt các thính giả của kênh Bí ẩn Radio gửi tặng anh một món quà nho nhỏ, kèm theo đó là những lời chúc, những lời động viên. Wow, rất xúc động. Cảm ơn Đức nhé, cảm ơn Minh Đức. Đầu tiên là lời từ một thính giả khá quen thuộc với anh từ những ngày đầu lập nhóm. Hiện đang theo học ngành y và mở cửa hàng thuốc. Chắc anh cũng đoán được là ai rồi. Đó là phó nhóm anh Phú Nguyên. Anh Phú Nguyên có gửi đến đôi lời anh. Chúc MC Tả Từ ngày càng giữ vững được phong độ, tinh thần, sức khỏe và kiên định với phong cách phát triển kênh của mình. Một năm 2024 đạt được nhiều thành tích ấn tượng hơn nữa nhé. Thân ái. Lời nhắn tiếp theo từ chị phó nhóm là Hiền Lương, một thính giả chăm donate cho kênh nhất, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Em xin chào anh Tả Từ cùng toàn thể các thính giả đã luôn theo dõi ủng hộ kênh Bí ẩn Radio cùng với các bác tác giả nữa. Cơ duyên em biết đến kênh thì hình như là có một lần trực đêm, xong em nghĩ ở bệnh viện vào những lúc yên tĩnh thế này mà nghe chuyện ma bệnh viện thì chắc là phê lắm, nên em mới lên YouTube tìm thử thì thấy hiện ra một list video kênh của anh.
em đã nghe thử và nói thật, ban đầu em không thích giọng đọc của anh cho lắm, nhưng mà thế nào vẫn vô kênh và nghe chuyện đều đều, nghe hết từ bộ này đến bộ kia. Cứ nghe nhiều rồi lại thấy giọng anh cuốn. Thế rồi một sáng ngủ dậy, mở điện thoại ra tìm nghe chuyện lại, thì thấy anh ngắn cái link nhóm chat Zalo, nên tò mò vô xem thử. Thì anh Phú Nguyên duyệt cho vô nhóm luôn, 100% toàn là người lạ. Mà chả hiểu sao em lại nói chuyện được nhiều như thế. Cảm ơn mọi người, mặc dù ai cũng bận rộn nhưng vẫn tương tác vui vẻ với nhau. Nếu em nói nhiều thì em cũng kệ mọi người thôi, em vẫn sẽ nói nhiều hơn nữa. Có duyên gặp gỡ mọi người đúng dịp đầu xuân năm mới, chúc cho kênh ngày càng phát triển, ngày càng nhiều người đăng ký, ra chuyện đều cho fan đỡ dài cổ nhé. Em chúc anh Tả Từ cùng với các tác giả và các bạn thính giả của kênh luôn thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, sớm phát tài. Nếu có dịp thì rất mong sẽ được gặp anh Tả Từ cũng như các bạn khác trong nhóm ở quê hương Việt Nam yêu dấu. Bạn Hiền Lương thì đang sinh sống và làm việc ở Nhật Bản, nên là buổi tối ngày hôm qua thì Mặc Gia có gọi điện video call cho Hiền Lương và mình cũng trò chuyện với Hiền Lương rồi. Một cô gái rất xinh đẹp và có vẻ như là một người đang độc thân. Cơ hội cho anh em ở trong nhóm Zalo rất nhiều nhá. Đặc biệt là một số anh em độc thân thật nhá. Còn mấy ông có vợ nhưng mà giả vờ độc thân thì chắc là em Hiền Lương cũng biết rồi đấy. Điều tra được ngay mà. Cảm ơn Hiền Lương nhé. Lời nhắn từ chị phó nhóm tiếp theo tên là Hương. Có thể nói chị Hương là một người rất năng nổ, hoạt động mạnh mẽ trong nhóm. Hiện tại chị đang sinh sống và làm việc tại Hải Dương. Ồ, chị Hương này cùng quê với cả Diễm Hằng. Đến tầm tuổi này rồi, không hiểu sao mình không nghe được nhạc hay xem bất cứ thể loại nào khác trên YouTube. Chỉ biết là cứ nghe về tâm linh trước khi đi ngủ thì mới ngủ được. Ban đầu là xem những video bắt ma ở trên YouTube, xem xong lần nào cũng hết cả hồn, không dám ra khỏi giường vào buổi tối. Thú thật, mình cũng có tuổi rồi, cứ cầm điện thoại xem linh tinh trước khi đi ngủ thì mỏi tay lắm, nên tìm kênh nghe chuyện ma để nghe cho dễ ngủ. Và mình biết đến kênh của Tả Từ. Nghe chuyện trên kênh của bạn là không muốn nghe kênh nào khác nữa, vì chất giọng lôi cuốn và cách lồng ghép nhạc rất đặc trưng của riêng Tả Từ, rất ma mị và rất đời. Lúc đầu thì cũng nghe vừa vừa, rồi tìm cộng đồng nghe ma để hóng chuyện nữa, cùng tâm sự với mọi người. Và mình đã tìm được nhóm hội ngủ nghe ma. Mình là tuýp người đơn giản nên tìm được những người nói chuyện ở trong nhóm mình thấy rất phù hợp, có được những phút giây thoải mái. Vậy là năm nay mình được đón cái Tết đầu tiên cùng với kênh Biển Radio rồi, cùng nhóm bạn nghe ma, mình rất vui và hạnh phúc. Chúc kênh Biển Radio ngày càng phát triển, ra được nhiều nhóm kênh phụ nữa để đa dạng và phục vụ được nhiều thính giả. Chúc Tả Từ luôn khỏe mạnh để ra chuyện đều đều, giúp cho cộng đồng nghe ma của chúng ta có những phút giây thư giãn, quên đi mệt mỏi của cuộc sống. Không có gì hơn, nhờ thích thú nghe chuyện ma mà chúng ta đã kết nối được với Tả Từ, kết nối được với anh chị em ở mọi ngành nghề khác nhau. Chúc cho cộng đồng nghe ma ngày càng bền vững và phát triển hơn. Chúc năm mới sớm đến với tất cả mọi người. Rất cảm ơn chị Hương. Chị Hương là một người rất đặc biệt đấy. Chị Hương có sức khỏe tinh thần rất là tốt. Chị có kể là chị nghe ma mà chị chả thấy gì cả, nhưng mà chồng chị nghe thụ động, chị bật mở loa ngoài mà chồng chị nghe thụ động mà chồng bị ám ảnh, bị bóng đè đấy. Chị Hương là một người rất đặc biệt và chị có cả là thành viên ở trong hội Zalo của MC Sở Nguyên, là một người em của mình nữa. Chị Hương không hiểu sao chị rất thích nghe những cái kênh như kiểu là chuyện kể có thật ấy, kiểu như Bí Ẩn Radio hoặc là bên chuyện audio đêm khuya của Sở Nguyên. Rất cảm ơn chị Hương đã có những lời chia sẻ và động viên rất tốt cho Tả Từ cũng như Bí Ẩn Radio. Một lời chúc từ em trai Tiến Đạt, có avatar là hình bông hoa súng, khá dí dỏm và hài hước ở trong nhóm. Năm 2023 vừa rồi là một năm thành công trong sự nghiệp làm YouTuber kể chuyện ma của anh Tả Từ. Những câu chuyện ma của kênh có một nét riêng và thu hút người xem, một phần đến từ những câu chuyện của các tác giả và phần còn lại là giọng của anh rất hợp để truyền đạt những câu chuyện ma đến mọi người. Cũng sắp sang năm 2024, em chúc anh Tả Từ tiếp tục giữ vững phong độ và ngày càng phát triển thêm nữa để nhiều người biết đến và sớm đạt nút bạc YouTube. Chắc là có lẽ là Tiến Đạt gửi cái lời chúc này
từ cuối năm ngoái khi mà mình chuẩn bị làm offline nhưng mà lại không kịp. Nên là bây giờ đã sang năm 2024 rồi. Rất cảm ơn Tiến Đạt nhé. Tiến Đạt cũng là người đoạt giải trong mini game số 2 của Bí ẩn Radio, Hội những người thích nghe truyền ma cho dễ ngủ. Mình vẫn nhớ. Và Tiến Đạt cũng là một người rất năng nổ, trò chuyện và giúp đỡ các thành viên khác ở trong nhóm. Một lời chúc từ em trai Quốc Đạt. À, một lời chúc từ em trai Quốc Huy, sinh năm 2005 và sắp đi nghĩa vụ quân sự, cũng hài hước không kém. Vậy là đã kết thúc năm 2023 rồi. Chúc cho anh Tả Từ một năm 2024 làm việc thật vững chắc và phong độ tinh thần một cách phát triển nhất, nhiều thành tích nhất và cố gắng may mắn hơn nữa. Rất cảm ơn Quốc Huy. Một lời chúc từ một bạn tên là Nguyễn Hải. Xin chào anh Tả Từ, em mới bắt đầu nghe chuyện ma trên kênh Bí ẩn Radio mới được khoảng một tháng. Tuy thời gian dõi theo dõi kênh không lâu, nhưng thực sự em rất ấn tượng với giọng đọc của anh. Và với đó là em tìm được những người có cùng sở thích hơi đặc biệt với mình. Em rất vui. Cũng sắp hết năm 2023 rồi. Thật là nhiều thăng trầm. Kênh Bí ẩn Radio đã đạt được cột mốc 30.000 sub. Đó cũng là một sự đánh dấu cho hết năm 2023 để có bước tiến mới trong năm 2024. Em muốn gửi lời chúc đến anh Tả Từ và kênh Bí ẩn Radio một lời chúc tốt đẹp. Chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe, đặc biệt kênh của mình ngày càng phát triển mạnh mẽ. Cảm ơn Nguyễn Hải. Hình như là Nguyễn Hải mình cũng có theo dõi ở trong group Zalo, bạn cũng thường xuyên tương tác với mọi người. Lời chúc từ một cô gái sinh năm 2000, wow, mới vào nhóm gần đây, quê ở Hải Dương, hiện tại chưa có người yêu, khá dễ thương và nhí nhảnh với cái tên là Thu. Cái tên rất Thu, cũng hợp với gọi là thời tiết mùa đông nhưng mà lại giống tiếp mùa thu như hiện nay ở Hà Nội. Xin chào anh Tả Từ, lần đầu tiên em đến với kênh cũng là một dịp khá tình cờ. Chuyện ma kênh của anh hiển thị ở phần đề xuất trên YouTube của em. Và cũng khá trùng hợp, em đang tìm chuyện ma để nghe trong lúc làm việc trên công ty. Em có thói quen vừa nghe chuyện ma vừa làm việc, cụ thể là code. Wow, một người lập trình các bạn ạ. Một cô gái lập trình. Không hiểu sao, nhưng vừa code vừa nghe chuyện ma nó cuốn dã man. Kiểu tạo được mood làm việc. Em nghe chuyện trên kênh của anh tới nay đâu đó khoảng 2 đến 3 tháng rồi. Em không rõ mọi người có giống em không, nhưng mà lần đầu tiên em nghe, em bị ấn tượng với giọng đọc của anh. Nó lạ mà cuốn kiểu gì khó tả lắm. Lúc đầu em nghĩ anh còn khá trẻ, đâu đó bằng tuổi em thôi, vì cái giọng nó đặc biệt lắm. Đến hôm em xem được podcast cuối năm 2023 của anh, em bị bất ngờ. Em không nghĩ một người có vẻ ngoài như thế lại có giọng đọc như vậy. Bước sang năm 2024, em gửi riêng tới anh Tả Từ lời chúc sức khỏe, cả thái nhiều thành công, tiếp tục giữ vững phong độ và gửi chung tới kênh Bí ẩn Radio một lời chúc ngày càng phát triển hơn, lớn mạnh hơn nhiều, nhiều người biết tới và sớm đạt được những mục tiêu lớn hơn là tiến tới nút bạc và nút vàng. Cảm ơn Thu nhé. Thu thực, mặc dù Thu cũng biết tới buổi offline nhưng mà không có điều kiện để tham gia. Hy vọng là những buổi offline tới thì bạn có thể có thời gian và điều kiện để tham gia cùng mọi người, đặc biệt là một cái profile rất là ấn tượng như thế này, chưa có người yêu, khá dễ thương và nhí nhảnh, lại tên là Thu mà lại là làm lập trình viên nữa, cực kỳ đặc biệt. Cũng liên quan tới công nghệ thì có một bạn là sinh năm 2000, là dân IT, tên là Thịnh Lê. Wow, các bạn thính giả ở kênh mình rất trẻ, toàn là 2000 với cả 2005. Bạn Thịnh Lê viết: vào một ngày đẹp trời đang làm việc và chán không biết nghe gì thì bỗng thấy kênh anh đề xuất chuyện ma. Ấn vào nghe thử thì không ngờ nghiện tới giờ, và ngày nào cũng hóng video kênh của anh. Có những video nghe đi nghe lại 2 đến 3 lần cũng không chán. Cảm ơn anh đã mang đến những phút giây thư giãn khi nghe chuyện, để em có thật nhiều năng lượng mà làm việc một cách hiệu quả. Mà thôi, em không biết nói gì hơn. Từ nhỏ tới giờ môn văn của em toàn 4 đến 5 điểm không à. Nhân dịp xuân sang, xin chúc anh Tả Từ năm mới và gia đình có nhiều sức khỏe. Chúc kênh sớm có nút bạc trong năm 2024 và 2026 lên hẳn nút vàng cho ngầu. Cảm ơn Thịnh Lê. Lời chúc của bạn Đặng Đạt, một nhân vật khá bí ẩn ở trong nhóm, thỉnh thoảng lại thể hiện hồn lên chém giam ba câu rồi lại mất tích. Xin chào MC Tả Từ, em biết đến kênh Bí ẩn Radio lần đầu tiên là một dịp khá tình cờ. Chuyện ma và kênh của anh được YouTube hiển thị ở phần đề xuất trên tài khoản của em. Và cũng thật tài tình, lúc ấy em đang tìm chuyện ma để nghe trước khi đi ngủ.
Lần đầu tiên em nghe chuyện của anh đến hiện tại chắc cũng đã được đâu đó khoảng 3 đến 4 tháng. Và đến bây giờ em cũng rất ấn tượng với giọng đọc của anh. Giọng đọc khá lạ, giọng cứ trầm bình bình mà lại giống như quả trứng vịt. Lúc đầu em nghĩ là anh còn trẻ, chắc cũng chạc tuổi em thôi, vì giọng anh khá đặc thù. Đến khi em vào group Zalo hội ngủ nghe ma của anh, em mới khó tin vì một người có một kiểu hình như vậy lại có chất giọng như thế. Em chúc anh thật nhiều sức khỏe. Và nếu được, anh có thể xin chữ ký giúp em tác giả nhà văn bố láo được không? Các bạn sinh năm 2000 hoặc là những bạn trẻ thì hầu như là có những cái cảm nhận khá khá giống nhau nhỉ. Mọi người không nghĩ rằng mình và cái ngoại hình của mình và cái giọng của mình nó lại là khớp với nhau đúng không? Nhà văn bố láo thì mình sẽ gửi cái đề nghị này đến nhà văn bố láo. Có thể là một dịp nào đó nhà văn bố láo xuống Hà Nội thì mình sẽ gặp ở nhà văn bố láo và mình sẽ xin giúp bạn nhé. Bạn Đặng Đạt thì cũng không biết là bạn ở đâu, không biết là có ở miền Bắc không. Lời chúc từ thầy bói Sở Tí gửi đến anh đôi lời. Đây là bạn Tí, bạn ấy ở trong miền Trung. Mình nhớ không nhầm là ở Đắk Lắk hay là Gia Lai gì đó. Thành công là kết quả của một cả quá trình lâu dài. Chúc cho mọi nỗ lực của MC Tả Từ ngày hôm nay được đền đáp xứng đáng. Chúc kênh Biển Radio sớm mang về nút kim cương. Wow, kim cương, đọc chuyện mà được kim cương hơi khó. Cảm ơn Tí nhá. Tí là cũng là một trong những phó nhóm ở trong hội ngủ nghe ma. Và bạn Tí này có một biệt tài là biết xem vân tay, tức là xem tướng tay ấy. Nếu mà các bạn mà có nhu cầu, đặc biệt là các bạn nữ muốn tìm hiểu về đường tình duyên, về học hành, về công danh sự nghiệp, các bạn có thể vào và chìa tay phải, chụp ảnh tay phải, gửi tác tên bạn Tí vào. Ở trong hội ngủ nghe ma sẽ có một cái dịch vụ miễn phí là xem tướng qua vân tay. Rất là hay, bạn ấy xem rất là giỏi. Lời chúc từ anh Lệ Phi Vũ. Lệ Phi Vũ là một thần chém gió. Các bạn biết là Mặc Gia là một người chém gió rất giỏi, thì Lệ Phi Vũ có thể vang danh thiên hạ cùng với Mặc Gia, thì các bạn hiểu là Lệ Phi Vũ là chém gió kinh khủng như nào. Em có thể tự nhận mình nghe kênh của anh từ những ngày đầu tiên, nhưng không dám nhận mình là một trong những người follow đầu tiên. Nói thật là vì em là người lười ấn follow. Nhưng không hiểu vì một thế lực tâm linh nào đó, một ngày đẹp trời, trong lúc buồn bã vì nhiều chuyện từ công việc đến cuộc sống, thì bỗng nghe thấy giọng của anh được đề xuất trên YouTube thêm một lần nữa. Em lại ấn vào, lắng nghe và cảm nhận. Cho đến tận bây giờ, việc nghe Biển Radio đã là một thói quen khó bỏ, dù là ngày đi làm hay ngày nghỉ. Câu chuyện có thể không dựa theo dõi, nhưng cứ không thấy giọng của ông Tả Từ lải nhải là lại thấy thiếu thiếu. Có lẽ người ta follow kênh Biển Radio là vì Tả Từ là chính. Câu chuyện của anh kể chỉ là một chất liệu mà thôi. Chúc anh và kênh sớm có một năm 2024 bùng nổ, sớm đạt 100.000 người đăng ký. Đấy là cảm nhận của Lệ Phi Vũ. Nhưng mà tuy nhiên thì Tả Từ cũng rất là muốn tri ân tới các tác giả nữa. Nếu mà không có chuyện của họ đọc thì thực sự là mình cũng chả biết đọc cái gì cả. Nên là ngoài Tả Từ ra thì các tác giả cũng làm nên thành công rất là nhiều. Và cả chính các bạn nữa, chính các bạn thính giả nữa. Không có các bạn thì bọn mình cũng không có động lực để ra chuyện đều. Lời chúc của HH có avatar hình con thỏ trắng đang nhếch mép cười. Văn em không hay, thơ cũng không giỏi, nên cũng không biết chúc gì ngoài việc chúc kênh ngày càng phát triển và đi lên thêm nữa. Cảm ơn HH. Lời chúc từ anh Định Mệnh, một cái tên khá hay. Lời chúc mừng và cảm ơn. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn MC Tả Từ cùng những người tác giả đã rất có tâm huyết. Chúc cho các bạn đạt được nhiều thành tựu trong năm 2024. Cảm ơn Định Mệnh. Lời chúc từ anh Hiếu, du học Úc Đức, Danny G. Chúc Bí Ẩn Radio sẽ có được những series chuyện ly kỳ, sớm đạt nút bạc và thêm nhiều khán thính giả yêu thích. Chúc MC Tả Từ luôn có sức khỏe tốt, tâm huyết để đọc những câu chuyện ly kỳ cho những thính giả như mình ngủ ngon. Rồi, rất cảm ơn Hiếu. Đây là bạn Hiếu nhé. Bạn Hiếu, nếu mà cần thì các bạn có thể lên hội ngủ nghe ma để có thể biết được. Trong một cái bức ảnh như vậy thì Hiếu là người này. Đấy, đây là Hiếu. Rồi, đây là lời chào tạm biệt của Minh Đức. Và cuối cùng, thay mặt các thính giả, xin chúc anh có một năm mới 2024 thật nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trên con đường sắp tới. Chúc cho kênh Biển Radio trong năm 2024 sẽ đạt được nút bạc YouTube
và sau đó là Nút Vàng và xa hơn nữa, được nhiều người biết tới và ủng hộ nhiều hơn. Thân ái. Wow. Wow. Mình rất là xúc động và trước những tình cảm của các bạn. Và đặc biệt là lại có một bạn Minh Đức, bạn ấy rất là chỉn chu, rất là cẩn thận, rất là chu đáo trong việc bọc quà cũng như là việc tổng hợp những cái in ra và gõ chữ, in ra và tổng hợp gửi đến cho Tả Từ cũng như Bí Ẩn Radio. Rất cảm ơn những tình cảm của các bạn. Mình sẽ cố gắng trong năm 2024 này, mặc dù công việc thì cũng sẽ ngày càng bận hơn thôi, có nhiều dự án mới, nhưng mà mình sẽ cố gắng duy trì việc đọc truyện đều để gửi tới các bạn. Và hy vọng rằng ở những lần offline tới thì chúng ta sẽ được gặp nhau nhiều hơn, với số lượng người offline đông hơn và có nhiều bạn nữ hơn nữa để tham gia. Nó giống như là việc chúng ta là những người bạn lâu năm, lâu ngày không gặp nhau, chúng ta gặp lại nhau thì nó luôn luôn có những cái kỷ niệm rất là vui, rất là như giống như ngày hôm qua. Thì tất cả mọi tình cảm của mọi người, mọi kỷ niệm đó, mọi ký ức đó thì mình sẽ lưu giữ. Mình rất trân trọng những ký ức đó. Rất cảm ơn các bạn đã luôn luôn ủng hộ và theo dõi Tả Từ Bí Ẩn Radio. Một năm mới 2024, mình chúc tất cả mọi người sẽ có một tinh thần sức khỏe vững vàng để có thể theo đuổi được những mục tiêu của cá nhân các bạn, cũng như là có sức khỏe tinh thần tốt để nghe những chuyện ma, chuyện tâm linh mà không bị ám ảnh, mà nghe để chúng ta thư giãn và dễ ngủ. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào. Hẹn gặp lại ở podcast số tiếp theo.